Tôi xin được trở lại với chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội qua phần trình bày của anh Jack Trần, là đại diện của Văn phòng An sinh xã hội tại quận Cam. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là quý vị có bất cứ câu hỏi gì, đặt vấn đề với những cái trường hợp của quý vị hoặc là muốn yêu cầu bất cứ một đề tài gì, xin liên lạc với chúng tôi qua email là kiến thức phổ thông 57.7@gmail.com. Và trở lại với phần trình bày của anh Jack, thì trước khi vào phần quảng cáo thì chúng tôi có nói sơ qua để làm cách nào để mà mình có thể được lời 8% mỗi năm nếu mà mình cứ giữ tiền trong đó. Thì cũng có một số, như tại sao Julie đặt câu hỏi đó, tại vì nhiều người nói là ô, nếu mà tôi không lấy tiền ra ngay thì tôi để trong đó tôi được 8%, mà Julie cứ cãi hoài, họ không tin Julie. Giờ hôm nay phải nhờ anh Jack trả lời là mình phải đợi sau cái năm của mình. Đúng, phải không anh? Dạ vâng, bây giờ Jack nói sơ lược trở lại nhé. Tiền tuổi hưu sớm nhất là 62, đúng, tròn tuổi hưu trong cái thời điểm hiện tại đó là 66, còn đối với thế hệ của Jack và Julie là 67. Rồi, thí dụ 66 tuổi là tròn tuổi hưu, mình lấy trọn số tiền của mình. Nhưng nếu một lý do nào đó mà quý vị vẫn chưa muốn lấy tiền hưu ở tuổi 66, thì cứ mỗi một năm sau cái tuổi trọn tuổi hưu 66 mà quý vị không nhận tiền hưu đó, cơ quan an sinh xã hội sẽ cho quý vị 8% tiền lời. Không bao. Chẳng hạn như là 1.000 đô la, thì 66 tuổi không lấy, 67 tuổi lãnh 1.080 đô la. Principal thôi hả? Nếu quý vị simple interest mỗi tháng đó như quý vị. Còn nếu mà chờ 2 năm tới 68 tuổi mới lấy thì chúng tôi cho 16%. Wow. Là 1.000 đô la. Dạ, 1.160 đô la. Nếu quý vị chờ cho tới 70 tuổi mới lấy tiền hưu, 8 x 4 32%. Mới có 3 năm mà anh gian đâu ra 4 năm. 66 tới 70 tuổi. 32%. 32%. Có nghĩa là cái số 32% đó, thí dụ như vậy 1.000 đồng với lại sẽ trở thành là 1.032 đồng suốt đời. Yes. 1.320. 320 đồng. Thưa quý vị, nhưng mà quý vị phải nhớ một số các chuyên viên tự nhận là chuyên viên mà về tài chính á, họ nói đừng có lấy sớm, chờ lấy càng lâu càng tốt, mới có lợi, tiền mới nhiều. Không phải là không đúng, nhưng họ không có đề cập tất cả những khía cạnh của vấn đề. Dạ. Khía cạnh thứ nhất mà chúng tôi muốn nhắc nhở đó, dĩ nhiên quyết định là của quý vị, dạ, nhưng mà quý vị nhớ mình phải suy nghĩ cho kỹ và xem xét tất cả những cái hoàn cảnh của mình. Thứ nhất là hoàn cảnh kinh tế của gia đình, tài chính. Và quan trọng nhất là sức khỏe. Nếu mình biết mình rất khỏe mạnh mà mình biết mình sẽ sống tới 90 tuổi, 100 tuổi, chờ 70 tuổi hãy lấy. Được thêm 32%. Nhưng quý vị nhớ là không ai đoán trước được tương lai. Bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, không ai biết trước chuyện gì xảy ra ngày mai, tuần sau, sang năm. Cho nên quý vị coi như là quý vị đánh cược với chúng tôi. Nếu quý vị sống lâu, quý vị nhận được cái tiền lời đó. Nếu xin lỗi, có chuyện gì không hay xảy ra, suốt cuộc đời quý vị mấy chục năm làm việc, chưa lãnh một đồng xu nào hết. Chúng tôi cất tiền trong túi, cảm ơn. Không trả quý vị nào hết. Trả cho vợ. Nha. Cái đó là mình nói về cái bản thân cái người đó. Đi làm suốt một cuộc đời, chưa lãnh đồng nào hết. Thành ra không có đúng sai, quý vị nhớ dựa vào hoàn cảnh của mình và gia đình. Nha. Đúng rồi, tại vì thưa quý vị, như anh Jack, tại vì thông thường chú Liễu cũng thường hay nói với những thân chủ mà mỗi lần mình nói là thứ nhất là bệnh hoạn, thứ nhì là thần chết, không có kỳ thị tuổi. Julie, không Jack có một nhà. Ông khách hàng vào làm Medicare hồi năm ngoái, 65 tuổi, hỏi lấy tiền hưu không? Không lấy. Nghỉ làm rồi, suốt ngày đi đánh tennis quý vị. Khỏe ông ấy khỏe mạnh lắm, suốt ngày tennis. Rồi 65 tuổi lấy tiền hưu gì, thôi chờ mấy năm nữa. Tuần vừa rồi thấy ổng vào, rồi anh Jack ơi cho tôi lấy tiền. Sao vậy? Mấy thằng bạn đánh tennis của tôi nó rụng hết rồi. Sợ. Nhiều người khỏe mạnh đang đánh tennis lăn ra mất. Thành ra ổng thấy ổng sợ quá thôi.
lấy cho rồi. Đúng rồi, tùy theo cái dạ. Dạ, giống như là mình một cái bánh cờ mà mình dạ, vâng. mình 50-50 đó phải không anh Jack hả? Vâng. À, vâng, đó là một cái điều mà chúng tôi cũng xin nhắc nhở với quý vị là cũng tùy theo cái tình trạng gia đình, nhưng mà tại sao mình không tới tuổi thì mình lấy cho rồi. 8% đó thì cũng nhiều thật, nhưng mà mình không biết được ngày mai. À, và đồng thời cũng có những câu hỏi liên quan đến người phụ nữ đang mang thai, là tôi đang có thai và sẽ nghỉ làm trong vòng 6 tháng. Tôi có được hội đủ điều kiện để xin short term disability là thương tật ngắn hạn hay không? Quý vị phụ nữ mang thai, dĩ nhiên là trong vòng 8-9 tháng là sẽ sinh con. Đó là một trường hợp nghỉ ngắn hạn. Hoặc là quý vị có một cái tai nạn nào đó, bác sĩ nói trong vòng vài tháng trật chân trật tay, 6-7 tháng, 8-9 tháng không thể đi làm được. Cái đó là temporary insurance, là disability insurance đó, không phải là một chương trình của Social Security. Đối với Social chúng tôi đó, chúng tôi không có những cái gì tạm bợ hoặc là ngắn hạn, mà tất cả phải là dài hạn, permanent. Quý vị, cái tình trạng bệnh tật, thương tật quý vị phải là dài hạn và kéo dài lâu hoặc có thể gây đến tử vong. Nếu quý vị có trong trường hợp cái cô này là đang mang thai và sắp sinh đẻ đó, quý vị có thể xin vào tại California là xin chương trình disability của EDD. Hoặc là các tiểu bang khác chắc cũng tin chắc cũng có cái chương trình thương tật, bệnh tật của tiểu bang. Nhưng mà những người này có phải đi làm không anh mới được cơ hội đủ chắc điều kiện đó? Chắc chắn quý vị, có rất nhiều người đó vào đây và chúng tôi hỏi, tôi xin bị từ chối, chúng tôi nhìn hồ sơ, self-employed. Thưa quý vị, các cơ chủ cơ sở kinh doanh buôn bán đó là self-employed đó, thì quý vị không có đóng thuế cho cái quỹ thất nghiệp và cái quỹ thương tật của tiểu bang. Cho nên rất tiếc quý vị sẽ không được. Còn nếu quý vị nào mà có đi làm hãng xưởng có đóng thuế W2 đó, thì quý vị nếu mà trong vòng bị thương tật hay là không đi làm được, bác sĩ chứng nhận từ một năm trở lại đó, quý vị nên xin vào chương trình của tiểu bang. Rất là đơn giản. Còn nếu cái bệnh tật, cái thương tật kéo dài trên một năm hoặc là có thể gây tới tử vong đó, và quý vị sẽ không có cơ hội đi làm trở lại, đừng ngần ngại liên lạc với Social Security để được giúp đỡ. Có bao giờ mà những người mà sau một năm lãnh short term disability là thương tật ngắn hạn rồi sau đó xin qua cái permanent, có bao giờ có những cái trường hợp nào bị từ chối không thưa rất anh? Nhiều, tại vì thưa quý vị, cái cơ quan của tiểu bang đó như là EDD của California đó, trong cái check cuối cùng, cái statement, cái pay stub cuối cùng mà họ gửi cho quý vị đó, họ có kèm theo một câu rất là rõ ràng, đây là cái payment cuối cùng, cái quỹ của tiền bệnh của tiểu bang quý vị đã hết. Nếu quý vị vẫn còn bệnh và cần được tiếp tục giúp đỡ, xin liên lạc ngay với Social Security. Thì những người đó lập tức liên lạc với Social Security để mà làm hồ sơ xin tiền disability. Nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở, không phải là quý vị nhận tiền bệnh của tiểu bang là đương nhiên sẽ được cơ quan liên bang Social Security chấp nhận đâu. Thưa quý vị, hai cái khái niệm, hai cái chương trình hoàn toàn khác nhau. Mình được cái này không có nghĩa là mình được cái kia. Hoặc là một số người đang nhận tiền worker comp. Đừng nói là chắc ăn quá rồi. Vào chúng tôi xin, chúng tôi từ chối. Tại sao tôi được worker comp? Thưa quý vị, cái vấn đề nó hoàn toàn khác nhau. Cái quý vị có thể bị thương tật lúc đó, nhưng hiện giờ quý vị có thể làm một cái công việc khác. Quý vị nhớ nha, thành ra không hẳn mình được cái này là mình chắc chắn sẽ được cái khác. Nhưng chắc nói như vậy không có phải là làm nản lòng quý vị. Quý vị nếu mà có cái trong trường hợp đó, xin đừng ngần ngại liên lạc với các sở an sinh xã hội địa phương để mà chúng tôi làm hồ sơ và chúng tôi sẽ giúp quý vị. Dạ vâng. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.